Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là con LG V60 của em. Em đã sử dụng nó được khoảng hơn 2 tuần rồi. Thì sau hơn 2 tuần sử dụng ấy, em cũng có một số cái kinh nghiệm muốn chia sẻ cho các bác biết được là cái con V60 nó đang như thế nào, để cho bác nào mà đang có ý định mua con này thì các bác có thêm chút kinh nghiệm nhé. Tại vì cái con V60 này với cái giá tiền khoảng tầm 6 đến 7 triệu hiện tại nó vẫn rất là đáng mua các bạn. Trước tiên ấy, về cái chứng chỉ L1 này thì các bác tải cái phần mềm này này, DRM Info nhé. Đấy, các bác mở ra thì ở dưới này này nó sẽ có một cái security này, level này, cái L1 này này. Đấy, thì cái việc L1 hay L2, L3 ấy, thì các bác check như này nhé. Và việc mà L1 ấy, nó như thế nào, nó ảnh hưởng đến máy như nào ấy, thì đã có rất nhiều cái ý kiến rồi. Thì như ý kiến của em đưa ra ấy, thì là nếu như máy các bác còn L1 này ấy, thì các bác có thể là tạm yên tâm một phần là máy các bác có thể là cái main hoặc là cái máy đấy nó còn khá là ngon nhé. Còn rất nhiều bác cứ bảo là L1, L2, L3 không quan trọng, nhưng mà thực ra là có đấy các bác. Khi mà các bác có L1 này thì các bác xem những cái ứng dụng mà xem phim trực tuyến như Netflix ấy, nó sẽ cho các bác độ phân giải cao hơn. Đấy, còn việc mà tại sao mất cái L1 này ấy, thì có bác bảo là tự nhiên cập nhật OTA cũng mất. Đấy, tự nhiên cập nhật OTA mất nhé, hoặc là chẳng làm gì, khởi động đi khởi động lại mấy lần cũng mất. Đấy, thì cái chuyện đấy là tùy máy mỗi người thôi, cái này em cũng không thể hiểu được. Và đương nhiên thì khi các bác up ROM này up ROM kia hoặc là up từ bản này sang bản khác mất thì cái chuyện đấy là bình thường, nhưng mà các bác bảo là tự nhiên nó mất ấy, thì nó cũng hơi bị ảo quá. Thực ra thì em cũng có xem Netflix mà, có xem rất nhiều, nhưng mà vấn đề là em cũng dùng chưa được lâu ấy, thì hiện tại là cái L1 của em nó chưa bị mất nhé. Đấy, thì cái L1 này nó chỉ là một cái chứng chỉ bảo mật của Google thôi, em nghĩ nó không thể không quá quan trọng, nhưng mà tuy nhiên ấy, nếu như bác đang mà mua ấy, máy nó còn L1 này thì là tốt nhất nhé. Nếu như các bác mua mới ấy, các bác hỏi người bán xem là còn chứng chỉ L1 không, nếu mà còn thì các bác lấy là tốt nhất, còn có thể là không còn thì các bác vẫn có thể lấy được không sao cả, có thể là giảm giá đi một chút. Đấy, còn sau này khi các bác dùng rồi các bác cập nhật OTA hoặc là làm thế nào đấy tự nhiên nó mất ấy, thì cái chuyện đấy là chuyện không nói nhé, chuyện đấy coi như là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu khi các bác mới mua máy thì cũng nên hỏi xem là nếu mà L1 còn thì là còn ngon hơn. Thế thôi. Một cái lỗi thứ hai nữa ấy, mà em thấy cũng rất nhiều anh em dùng V60 có than thở với em và có than thở trên nhóm ấy, đó là việc mà bị rè cái loa ngoài này này, cái loa dưới này này, hoặc có thể rè cái loa trên. Đấy, nó bị rè khi mà các mở nhạc loa ngoài to ấy. Đây, ví dụ như này này. Mở mắt rồi nhé. Đó, thì có mấy anh em ấy cũng nhắn tin cho em bảo là loa bị rè. Thì thực ra là cái máy của em này nó loa nó không bị rè các bạn, tại vì em cũng đã vừa mở cho các bác xem rồi, mở mắt luôn, nó cũng không bị rè luôn. Thì một số anh em ở trên nhóm ấy bảo là cái loa rè này là do cái lỗi mà nó giãn nở cái không khí ở trong cái máy này ấy. Do ở đây nó có một cái màng gọi là cái màng cân bằng áp suất ấy. Đây là các bác nhìn kỹ chỗ này này. Khi bác nhiều dùng V60 các bác nhìn kỹ chỗ này này. Nó có một cái lỗ hở khe hở nhỏ nhỏ chỗ này này. Đấy, không biết các bác nhìn thấy không? Đấy, 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 đấy. Thì cái lỗ này nó chính là cái màng cân bằng áp suất ở trong này nhá. Những cái con máy như con V6 V50 và con G8 thì sẽ không có, nó có nguyên một cái lỗ riêng ở ngoài này. Nhưng mà những con như con G7 này, V30 này, rồi V40 này. Đấy. Cả con Velvet thì hình như nó cũng ở ở chỗ cam ấy các bác ạ. Đấy, thì cái lỗ này gọi là lỗ cân bằng áp suất, thì nhiều bác bảo là do cái việc mà khi nghe loa to ấy nó giãn nở cái không khí ở trong cái buồng áp suất này, nó dẫn đến nó gây sự rè loa. Và khi các bác mở cái khay sim này ra ấy, đây này, các bác mở cái khay sim này ra đó, khi các bác mở khay sim này ra thì nó hết rè. Đấy, thì nó hết rè, nhưng mà thực tế là nhiều người mở khay sim ra nó vẫn rè. Đấy, có nghĩa là mở cái sim ra thì sẽ mất áp suất mà, thì
nhiều người cũng đã mở ra rồi nhưng mà nó vẫn rẻ. Thì cái quan niệm mà bảo là do cái cộng hưởng của cái cân bằng áp suất ở trong hoặc cả cái giãn nở áp suất ở bên trong máy ấy, gây ra hiện tượng rè loa đấy, thì em thấy là nó không không đồng ý đấy. Em chỉ đồng ý một cái là em nghĩ là thế này thôi, là cái con B60 này, cái âm lượng này, cái độ lớn của hai cái loa này nó rất là lớn, nó rất là lớn các bạn, vừa giờ các bạn có thể nghe rồi đấy, thì nó rất là lớn, dẫn đến là nó gây ra hiện tượng rè ấy thôi. Nó rung đập cái màng loa này này, nó cái màng loa này rung đập mạnh quá, và có thể là cái màng qua nó dính một chút bụi gì đó, thì cái lỗ này nó rất là dễ giọt bụi này. Cái đằng trước này cũng thế này, cái loa trên này cũng thế này, nó rất dễ lọt bụi vào đấy. Thì có thể là khi mà nó lọt bụi vào thế thì nó gây ra hiện tượng, cộng với cái việc mà âm lượng nó lớn quá, nó gây ra hiện tượng rè như thế thôi. Chứ còn cái việc mà bảo là do cái cân bằng áp suất ở trong này thì em thấy là không phải. Tại vì tất cả những con đời cũ như con G7 loa rất là to, cũng có cân bằng áp suất hết, cả con Velvet ấy, loa cũng rất là to, nhưng mà có thấy những cái đời đấy của anh em nào bảo là rè loa mấy đâu. Cho nên là cái việc mà rè loa ấy, thì em nghĩ là do việc mà cái con V60 này âm lượng nó lớn và có thể bị bụi thôi. Thì các bác thử vệ sinh xem, vệ sinh lấy cái gì xịt bụi, ví dụ em có cái này em hay xịt bụi chỗ này đấy, hoặc các bác dùng cái băng keo hai mặt đấy, các bác xoáy một lỗ tròn tròn nhỏ nhỏ bằng cái này này, các bác chọc vào, các bác dính nó ra đấy, thì có thể nó cải thiện được. Tại vì em có hỏi mấy bác mà bị rè loa đấy, là em bảo là các bác tháo cái khay sim ra xem nó có hết là rè loa không, thì các bác ấy bảo là vẫn rè loa các bạn đấy. Cho nên là em nghĩ là nếu như bác nào bạn đang dùng con V60 này thì các bác cũng hạn chế việc mà mở mở mắc âm lượng nhé. Tại vì tất cả các loa đều như thế thôi, từ loa tai nghe này rồi các dàn âm ly ở nhà mình cũng thế thôi, chẳng ai mở mắc âm lượng cả đấy. Cho nên là các bác cũng hạn chế mở mắc âm lượng thì nó có thể gây ra hiện tượng rè loa đấy. Một cái lỗi nữa ấy, mà cũng rất nhiều anh em than thở, đó là cái thiết kế của con này. Thì em cũng nói rất nhiều lần rồi, em cũng không thích thiết kế của con này cho lắm. Nó cho cảm giác nó tàu quá ấy. Nó hàng nó kiểu như là hàng quá bình dân ấy, nó không cho một cái cảm cảm giác của một con máy hay gọi là cao cấp nhất của LG đấy. Cho nên là hơi cái này thì thiết kế thì tùy thôi, mắt ai thấy ok thì là ok. Thực ra thì em dùng nó trong một thời gian dài, em thấy nó cũng dần dần nó cũng 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 hơi hơi hợp lý rồi các bạn. Nói chung là cũng chưa ưng lắm nhưng mà cảm giác là nó cũng thấy ổn dần rồi, kiểu như kiểu bị quen mắt đấy các bác. Cho nên là đây là cái thiết kế, thì ai thích thì bảo đẹp, ai không thích thì bảo nó xấu thôi. Một cái lỗi nữa ấy, mà em nghĩ là cũng khá là nhiều anh em bắt gặp rồi, đó là việc mà khi mà các bác sử dụng cái ốp ấy, dùng ốp như này này, các bác ốp mà lâu ngày ấy, các bác ốp xong là các bác lâu ngày các bác không tháo ra ấy. À đấy, các bác thường thường là anh em hay dùng ốp xong là các bác không gần như không bao giờ tháo ra vào chẳng hạn. Em thì em dùng ốp ấy, bao giờ em cũng một ngày em phải tháo ra mấy lần ấy, cứ về nhà là em tháo thôi. À, cho nên là các bác nào mà dùng ốp ấy thì cũng nên hàng ngày tháo ra nhé, hàng ngày tháo nó ra. Và các bác khi các bác tháo ra rồi thì các bác nhớ lấy cái gì vệ sinh cái phía trong ốp này này, trong ốp này nó rất là bẩn, nó có thể bị lọt bụi rồi lọt cát vào trong này, nó gây ra sương máy. Thì các bác chú ý nhé, nên vệ sinh hàng ngày. Thì đấy, khi mà các bác dùng cái ốp nó lâu quá ấy, đấy, như cái máy này của em này, nó bị hiện tượng mà nó bị đấy, không không hẳn là một vết bẩn mà không hiểu nó một cái dạng gì mà nó không đi được các bác. Dù mà em dùng RB7 hoặc dùng cồn hoặc dùng xăng các thứ tẩy nó cũng không đi luôn. Này các bác nhìn này này. Chưa thấy nào. Đây 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 đây, những cái vết chấm 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 này này đây nha các bác nhìn nhá, vệ sinh nó không đi đâu đấy. Khi các bác nhìn nghiêng cái điện mới thấy thôi, còn nhìn trực diện vào thì không thấy đâu đấy, các bác thấy không đấy, những vết đốm đốm này này đấy đấy. Thì bác nào mà dùng V60 thì thử xem của mình như nào nhá, nó chấm chấm nhôm đốm như kiểu bị sứ xước ấy, bị sứ răm ấy, nhưng mà nó rờ vào thì nó rất là mịn, nó không kiểu bị sứ răm đâu, nhưng mà tẩy nó không đi nhé, dùng kiểu gì nó không đi đấy. Cho nên là đây là một cũng là một cái trong cái lỗi của con V60. Hiện tại là máy em mua lúc mua về đã bị như vậy các bác nhé. Cho nên em thực ra là tại vì nó cũng nhìn vào trực tiếp vào nó cũng không thấy, mà chỉ khi nào mình sử dụng rồi nghiêng nghiêng mới thấy thôi. Cho nên là các bác cũng
không cần quá quan tâm về cái này, hoặc các bác có thể dán da đi cũng được. Nhưng mà nói chung là đây là một cái lỗi, em nghĩ đây là một cái lỗi đấy, cho nên là các bác nào chú ý nhé, khi mà dùng ốp lâu dài quá thì các bác nhớ thường xuyên tháo ra vệ sinh nhé. Một cái lỗi nữa ấy, mà những cái máy mà có cái đường đường cắt CNC này này, gọi là cắt kim cương đấy này, cái đường cắt kim cương này nó rất là bóng và khá là sắc cạnh ấy. Thì khi mà chỉ cần các bác va đập nhẹ vào cái cạnh này thôi, cạnh CNC này thôi, nó sẽ gây ra cái hiện tượng mà cấn móp luôn. Đây này, đây có một vết cấn móp nhẹ thôi, nhưng mà đây này, đó đó, đó nhìn này này, nó cũng nhẹ thôi, nhưng mà các bác hiểu là cái này nó rất dễ nhé, rất dễ bị. Nếu như các bác nào mà dùng máy trần mà không có ốp ấy thì em nghĩ là rất là dễ bị luôn. Lại em bị một vết ở chỗ này này, nó nhỏ thôi, nhưng mà nó các bạn, nó không phải là cái vết đấy thì các bạn nhìn thấy thôi, nhưng mà nó còn rất nhiều vết răm răm ấy, qua camera thì có thể là không nhìn thấy, nhưng mà ở mắt thường thì là nhìn thấy. Thì đấy, cái đây là cái hiện tượng mà nó, cái do cái hiện tượng cắt CNC này nó quá sắc dẫn đến là nó hay bị xước, hay bị hơi hơi cấn nhỏ nhỏ ở những cái chỗ cạnh sắc này này đấy. Thì các bác nào mà mua thì chú ý ốp yết cho nó cẩn thận. Một cái vấn đề nữa ấy, là cái con V60 này ấy, hiện tại là chỉ có một sim thôi nhé, không có hai sim, và cũng không nâng cấp được lên hai sim nhé, có nghĩa là không độ được sim ấy. Và cái khay sim của nó đây, các bác vẫn thấy này, cái khay sim của nó vẫn vẫn là có thể lắp được một hai sim nhé, đây một sim ở đây và một sim ở đây nữa. Không chỉ riêng là máy V60 này đâu, tất cả những con máy LG ấy, nó đều có thể lắp được hai sim nhé, nhưng mà không có nghĩa là nó dùng được hai sim đâu. Nhiều bác đến giờ dùng LG vẫn còn phải nói là gà quá phải nói thế cho nó dễ hiểu các bạn. Nhiều, tại vì nhiều bác vẫn nhắn tin với em là ơ sao lắp được hai sim mà sao nó nhận có một sim ấy. Đấy thì em cũng đã có clip hướng dẫn giải thích cho các bác rồi, nhưng mà các bác đâu có xem đâu. Đấy thì vẫn lắp được hai sim, nhưng mà hiện tại con V60 này chỉ dùng được một sim nhá. Mặc dù là kiểm tra cái này này, sao thăng 5 5 4 6 3 6 8 thăng sao 600. Đấy, ở trong cái phần SV menu này, cái vừa mid info này này, đấy các bác thấy này. Ở trong cái phần mid info này này. Đấy, nó vẫn có đầy đủ những cái dòng này này, dòng exit này, dòng gen gen màu đỏ này này, như cái như như một bác ở trong 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 nhóm mình ấy. Đâu rồi? Ủa? À quên, em tháo cái khay sim rồi rồi. Thì đây, chờ em tí. Đây, các bác có thể biết được là đây này, chờ em chút thôi, đợi em chút thôi, đâu rồi? Ủa đâu rồi? Đây, thì là một bác là phần mềm ở trong nhóm mình ấy, có nói đây này, nếu những máy nào mà có IMPL bằng không này, đấy, và cái chữ gen này, cái chữ gen màu đỏ này là có thể độ được hai sim. Đấy các bác thấy không? Đấy, có nghĩa là IMPL bằng không và hàng chữ gen màu đỏ là có thể độ được hai sim. Đấy. Tuy nhiên thì đây các bác cũng thấy được cái máy của em rồi đấy. Máy của em đây. Sao thăng 5 4 6 3 6 8 thăng sao 8 6 0. Nhầm nhầm nhầm. 6 3 6 8 thăng sao 6 0. Đấy thì các bác nhìn nhìn lại một chút. Đây này. Thì cái máy của em ấy, hoặc là máy của các bác cũng thế thôi, em nghĩ là đều nó sẽ đều có những cái này thôi, IMPL bằng không này đấy, và cái chữ cái dòng gen này này, gen 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 màu đỏ hết đấy, cứ đáp ứng đủ thông đủ cái thông số mà như một bác làm phần mềm ở trong nhóm mình đưa ra ấy, có nghĩa là máy này có thể nâng được hai sim. Nhưng mà hiện tại ấy, theo như giải thích của bác ấy là hiện tại là không có cái ROM hai sim cho con V60 này, dẫn đến là không thể độ được hai sim. Đấy, còn sau này mà có ROM thì em cũng không biết, nhưng hiện tại bây giờ là chưa thể độ được con V60 lên hai sim nhé. Cho nên các bác nào mà dùng con V60 này đừng có hỏi tại sao không lên được hai sim nhé. Đấy, và vấn đề nữa là con cái sim của cái khay sim của cái con V60 này nó vẫn là bằng nhựa thôi nhé, bằng nhựa và không có số series trên khay nhựa đâu. Đấy, các bác có thể thấy là không hề có một số series nào trên khay nhựa nào đâu nhé. Đấy, chỉ có máy Hàn là có thôi, chứ còn máy Mỹ là không có đâu. Đấy, rồi ok.
Một vấn đề nữa mà các bác cũng khá là quan tâm đó là việc mà cái máy V60 Mỹ ấy, liệu sóng nó có ngon bằng máy Hàn không ấy. Thì trong quá trình sử dụng hơn 2 tuần vừa rồi ấy, em sử dụng nó như là một máy chính hàng ngày của em mà, chứ là việc mà sóng của con này về mà cái cột sóng này này thì em thấy nó cũng như máy Hàn thôi. Nó ví dụ như thời em dùng con Win thế, cột sóng ở trong phòng này của em hiện tại nó cũng cũng một hai vạch như này thôi, nó cũng rất là yếu, nghĩa là nhìn cột sóng cũng nó rất là yếu nhé, và cái thông số này nó cũng tầm tầm này thôi. Nhưng mà khi mà em sử dụng nó hàng ngày ấy, không phải chỉ được ở trong phòng thôi, ở khoảng ngoài trời nữa, thì cái việc mà hay cái trong trong lúc đàm thoại bằng sim ấy nhá, chứ lúc nói đàm thoại bằng sim ấy thì nó hay bị cái hiện tượng mà nói nó không nghe rõ ấy. Em cảm giác là bị hay bị hơn cái thời của em dùng con Win, cho nên em cảm giác có cảm giác thôi là cái việc mà sóng của máy Mỹ nó vẫn có thể là nó vẫn có vẻ là hơi kém máy Hàn một chút nha các bác. Thì đấy là cái cảm nhận riêng của em thôi, nhưng mà em nghĩ là nó cũng không không ảnh hưởng gì nhiều đâu các bác. Em thì nghĩ là từ con V30 trở lại đây, cái việc mà sóng sánh giữa bản Hàn và Mỹ nó đã xem xem nhau rồi, nó không còn quá quan trọng nữa, cho nên các bác cứ yên tâm mà dùng nhé. Một cái vấn đề nữa ấy, mà em nghĩ là rất nhiều bác quan tâm đó là việc cái con V60 này ấy, cái tốc độ sạc pin của nó ấy, nó khá là chậm các bạn. Đấy thì trong quá trình sử dụng hai tuần vừa rồi em thấy là đúng là nó sạc chậm thật các bạn. Em có sử dụng đây này, củ sạc của LG nhé, củ sạc này củ sạc ngon luôn đấy, đây thông số rồi đây, thì đây là 9V này, 1,8 A, nó gần 18W đấy. Đấy, linh kiện ở đây em đã tháo bung nó ra đây này. Đấy, nói chung là cái củ này là củ ngon nhé. Thì em sạc với củ này ấy, thì nó cũng, nếu mà em không tính được cái cụ thể cái khoảng thời gian để nó đầy ấy, thì sau cái quá trình em theo dõi thì nó, nếu mà dùng cái củ này và củ này nữa này, củ này thì nó có thông số là như thế nhé, củ đây là củ chính hãng của iPad Apple nhé, cũng là tầm khoảng 18W đấy. Củ này, hai củ này đều là củ xịn nhé. Và dây thì đương nhiên là em có đủ loại thể loại dây xịn luôn, đây là dây xịn của Apple luôn này đấy, dây của Beos này, CCC của Beos xịn luôn này đấy, đều là dây xịn hết nhé, dây tự ngắt của Beos này đấy xịn luôn đấy, dây của Xiaomi này dây xịn luôn đây này, đều là dây xịn hết nhé, đều em dùng chả có dây nào lởm cả. Nhưng mà đúng là khi em sử dụng với cái cục 18W này thì cái thời gian sạc đầy pin của con V60 này phải nói là khá là chậm luôn. Nếu mà em tính sơ sơ nó phải tầm khoảng 2 tiếng rưỡi nó mới đầy các bạn. Con của em này này, phải 2 tiếng rưỡi mới đầy. Đấy thì hiện tại em không có cái củ 25W ở đây, cho nên em chưa test được, thì hẹn các bác ở cái clip sau em sẽ test với cái củ sạc 25W xem nó thế nào. Đấy thì tại vì cái con V60 này như em thấy là trên cái thông số của nhà nhà sản xuất ấy, là nó có hỗ trợ đến 25W. Đấy thì cho nên là em nghĩ là với cái cục pin 5000 và với cái cục sạc 18W như này ấy, thì nó có thể là chậm, mà cũng có thể cũng cũng có lý do thôi. Cho nên nếu các bác mà muốn nó nhanh hơn ấy, nếu mà dùng V60 nhá, muốn nó nhanh hơn ấy, thì nên sử dụng cái củ 25W. Em nghĩ dù em chưa dùng nhưng mà em nghĩ là vẫn 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 nên dùng cái củ 25W thì nó mới nhanh hơn được. Đấy, và có thể là các bác tắt hai cái này đi, tắt cái này đi luôn này, tắt cái này đi luôn này, đấy, tắt hai này đi nhé, đấy, tắt xứ hai này đi thì nó cũng cải thiện một chút cái vấn đề sạc nhanh hay chậm. Nhưng mà thường thường là em không tắt, tại vì khi mà tắt cái này thì máy nó sẽ nóng hơn một chút khi mà sạc ấy, cho nên các bác tùy thôi, các bác nào muốn sạc nhanh thì tắt hai này đi cũng được. Thì khi nào mà có cái củ 25W em sẽ thử lại cho các bác xem nhé. Một cái vấn đề nhỏ nữa thôi, đó là cái việc vân tay quang ở trên con V60 này. Thì thực ra là so với con Win em sử dụng lần trước ấy, thì em thấy là cái con V60 này nó có nhanh hơn một chút xíu. Đấy là cái cảm giác riêng của em thôi nha, em cảm giác là nó nhanh hơn. Nhưng tuy nhiên thì nó vẫn khá là chậm các bạn, và các bạn vẫn phải để tay một chút xíu hay nó mới mở. Đấy, nó vẫn mở. Cho nên là cái việc mà dùng cái cảm biến vân tay quang này em cũng không thích cho lắm. Nếu mà có cái vân tay vật lý thì em vẫn thích hơn. Thì tuy nhiên thì mỗi thời đại mỗi công nghệ nó khác, cho nên là họ đổi mới thì tùy họ thôi. Còn bác nào thích hay không thích thì vẫn phải dùng thôi. Đó, thì đấy là cái vân tay. Rồi, thì từ nãy đến giờ ấy,
là chê con này cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà nhìn tổng quan lại thì con này là có rất nhiều cái điểm đáng giá, mà ở cái tầm giá của nó ấy, em phải nói là nó có thể là ngon hơn tầm giá luôn ấy. Đó, thì trước tiên ấy là về cái loa ngoài các bạn, tại vì anh em LG thì từ bao lời vẫn dùng cái loa ngoài của LG, nó hơi cùi đấy. Từ con G7 thì ngon, con Velvet cũng ngon, con G8 cũng tạm tạm, con V50 thì anh em chê quá, chê cái loa ngoài nó thậm tệ luôn. Nhưng mà đến thời con V60 này thì em nghĩ là ít ai có thể chê được cái loa ngoài của con V60 này. Tại vì cái con loa ngoài của V60 này nó cho cái âm lượng nó em nghĩ là nó phải lớn nhất của nhà LG hiện tại. Thì các bác cũng bảo là con G7 hơn, nhưng mà con G7 nó phải đặt sừ xuống cái bàn như này này thì nó mới có cái cộng hưởng của loa bao bóc ấy, thì nó mới có thể là to hơn. Nhưng mà em nghĩ là không to hơn được đâu. Tại vì em cũng đã dùng G7 rồi, thì cái con V60 này vẫn là cái, theo đánh giá của em, nó vẫn là cái con loa ngoài to nhất của nhà LG, và nó có cái hiệu ứng stereo ấy, có nghĩa là có cả loa dưới và loa trên này. Và cái loa trên này của con V60 này nó là một cái dải rất là dài này các bác nhìn thấy này. Đấy, nó dài từ đây này, từ đây đến đây này. Đấy, nó chiếm một nửa của cái cạnh trước này luôn ấy. Thì em nghĩ là với cái việc mà cái kích thước của cái loa loa ngoài ở phía trên này, cái loa thoại ở phía trên này nó rất là to này, dẫn đến là cái âm lượng của cái loa trên này và loa dưới này nó gần như là tương đồng với các bác. Nếu như các bác nghe tỉnh ra ấy, thì đúng là cái loa trên này nó vẫn hơi bé hơn một chút xíu thôi đấy, và cái loa dưới này to hơn một chút xíu, nhưng mà các bác phải nghe rất là kỹ, rất là tỉnh ấy, thì các bác mới phân biệt được thôi. Nhưng mà nếu mà nghe qua qua thì thấy là rất là đồng đều, và nó cho cái hiệu ứng stereo nó sướng ấy, nó cảm giác là nó đồng đều, nó nghe nó hay, và cái tiếng của nó cũng khá là ấm các bác. Trước đây thì chưa bao giờ em dùng cái loa bên ngoài của điện thoại để mà em nghe nhạc bao giờ, nhưng mà khi mà dùng con V60 thì em cũng thỉnh thoảng em cũng mở ra em nghe đấy. Có nghĩa là cái loa ngoài của nó đã làm rất là cân đối, nó không như thời cái con V50 đâu. Con V50 cũng là loa stereo đấy, cái con G8 cũng là stereo, nhưng mà cái loa dưới bao giờ, cái con Velvet thế, cái loa dưới bao giờ nó cũng to hơn cái loa trên đấy. Từ bao đời em dùng cái con LG nào cũng thế, cho nên là cái đến cái thời con V60 này thì em thấy là hai cái loa nó đã khá là tương đồng rồi, giờ đến nó cho cái cảm giác nghe âm thanh nó hay hơn đấy. Và bác nào mà là tín đồ của nghe nhạc bằng loa ngoài ấy, thì mua con này là hợp lý. Em nghĩ là nó không thua kém gì mấy con loa Xiaomi hoặc là Samsung trên thị trường hiện nay đâu. Em nghĩ là tại vì trước em có so sánh nó với con Note 20 ấy, rồi mấy con Sony rồi các thứ, em thấy là cả iPhone nữa, hồi đấy so sánh với con iPhone 11 Pro Max ấy, thì cái con loa ngoài của con V60 này vẫn có vẻ là ngon nhất các bạn. Đấy, cho nên các bác nào mà thích loa ngoài thì con V60 này em nghĩ là đủ để đáp ứng luôn. Một cái điểm mạnh nữa của con V60 này không ai có thể phủ nhận được, đó là cái thời lượng pin của nó. Cái cục pin nó là 5.000 các bác dùng nó chắc chắn là sẽ thấy là nó có thể đáp ứng được gần gần hết cái nhu cầu, kể cả chơi game rồi các thứ của anh em hiện tại luôn ấy. Như em đã dùng rồi, em cũng có trải nghiệm pin nó rồi, thì mới mức sử dụng của em là cái mức mà sử dụng khoảng nói chung là khá, cứ là mức sử dụng trung bình khá ấy, thì là nó được khoảng 7 đến 8 tiếng đấy. Còn bác nào mà mức sử dụng nó ở mức trung bình hoặc kém ấy thì nó phải lên được 10 đến 12 tiếng rồi các bạn, có ông còn lên được 16 tiếng cơ mà đấy. Còn bác nào mà cày game nặng ấy thì nó có thể được 4 5 tiếng là chuyện bình thường nhé. Đấy, cho nên là em nghĩ là con V60 này nó là một cái con có cái thời lượng pin hiện tại bây giờ đang là ngon nhất của nhà LG luôn, và không những nhà LG đâu, trên thị trường thì nó cũng gần như vô đối các bác. Đấy, cho nên là về pin thì em nghĩ là các bác không phải đắn đo về con này. Về cái chất lượng màn hình ấy thì hiện tại em không có cái con nào ở đây để so sánh cho các bác biết được là con nào hơn con nào thua, nhưng mà em đã sử dụng coi như những nhà LG sử dụng hết rồi, thì cái chất lượng của màn hình của con này nó vẫn là cái màn hình rất là đẹp các bạn, nó không thua kém gì con Wing đâu. Đấy, các chi tiết màu sắc tuy nó vẫn chỉ là 1080 thôi, nhưng mà em bảo đảm cho các bác là cái chất lượng màn hình nó vẫn rất là ngon, không thua kém gì con Wing đâu, cho nên các bác cứ yên tâm nhé. Tuy chỉ là cái thiết kế của màn hình thôi, nó làm cái giọt nước thì nhiều anh em không thích thôi, em cũng không thích, thì nó hơi bị chán một chút, nhưng mà nếu mà để về chất lượng hiển thị thì nó vẫn rất là ngon nha các bác, nên các bác cũng không phải đắn đo về việc
chất lượng hiển thị của con này đâu. Một cái điểm mạnh nữa của con V60 này là cái chất lượng cả camera trước và cả camera sau luôn. Nó em nghĩ là nó đang là cái con cho cái chất lượng camera ngon nhất nhà LG hiện tại luôn, kể cả cam trước nhé. Cam trước thì đương nhiên là nó cũng em nghĩ là chỉ xem với con G8 thôi, nhưng mà nó cũng rất là ngon rồi các bác. Thế là cái những cái ảnh mà em chụp bằng cái cam sau này thì em cũng không 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 muốn đi so sánh nữa, tại vì cũng có rất nhiều clip em đi so sánh rồi, thì các bác có thể tìm lại những clip của em đằng trước để nhìn nhé. Thì khi mà em sử dụng cái con này trong 2 tuần vừa rồi em cũng đã chụp rất nhiều ảnh người rồi ảnh các thứ luôn. Nói chung là em thấy là gần như rất là hài lòng với cái con này các bác. Nó cho cái chi tiết rất là tốt luôn, nên nó tốt luôn, và cái việc mà nó lấy nét đấy, nó lấy nét các thứ rồi, nó không như con Wing đâu. Con Wing nó bị lấy nét chậm, nhưng mà con này thì lấy nét rất là ngon luôn. Đấy, các thứ chi tiết lên rất là tốt luôn. Đây các bác nhìn này, cái bông hoa hoa xoan này rất là nhỏ nhưng mà nó lên chi tiết rất là tốt. Đấy, nói chung là em thấy là cái camera sau con này và cả camera trước cũng rất tốt. Đây có thể cho các bác xem mấy con camera trước luôn. Đâu rồi, camera trước này này, em có chụp ảnh này này. Đây đây, chụp ảnh mấy đứa bé nha em. Đây đây này, đây này, như cái camera sau này nha, camera sau này nha. Em chụp cái khoảng cách này cũng khá là xa này, nhưng mà zoom vào nó rất là chi tiết này. Đây, các bác nhìn thấy không? Đây, chụp vào zoom vào cái thằng bé nha, vẫn nhìn rõ, rất là rõ luôn. Đấy, nhưng mà thời con Vinh em làm như thế là em chụp như thế là không 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 được như thế đâu. Đấy, và cả cái chi tiết lên lên ra mặt người cái thứ này cũng chụp với thằng bé em rất là tốt luôn. Đấy rồi, đây đây là toàn cam trước thôi, à cam sau thôi, em sẽ cam trước đâu nha, em mới chụp đây mà, các bác chờ chút xíu. Đây 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 đây, ví dụ như cái ảnh cam trước này chẳng hạn. À, thì em thấy là so với con Wing thì nó một trời vực luôn ấy. Con Wing dù là cái camera trước của nó, con Wing là như là em nhớ không nhầm nó như là 32 nhỉ, 32 10 nhỉ, và không nhớ nhầm, nhưng mà nó khá là cao đấy, nhưng mà nó không thể được như này đâu. Đây các bác nhìn thấy chỗ tóc này, tóc con bé này đấy, vẫn nhìn rất là chi tiết luôn. Đấy đấy, cho nên là em khi mà em dùng camera con B60 này là em thấy là hoàn toàn có thể tự tin của các bác, rất là bình thường luôn. À, dùng cam 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 thường luôn đấy nha các bác. Và nó có một hạn chế duy nhất, đó là nó không tắt được tiếng thôi. À không phải, không phải tắt tiếng, mà là nó còn tiếng thôi. Đấy, nó còn tiếng này. Nhưng mà ở trên máy Mỹ thì nó lại rất dễ dàng về việc khắc phục cái tiếng này. Các bác chỉ cần đây này, các bác chỉ cần là để cái âm thanh này về cái chế độ rung ấy. Đó là các bác có thể tắt được tiếng. Đấy, ngon luôn. Đấy, có thấy không? Tắt được, là tắt, nó không như máy Hàn là phải là không, các bác dù có để rung nó vẫn có âm thanh. Và khi cái máy Hàn ấy, lên Android 11 rồi thì các bác hiện tại là không có cách nào để tắt luôn. Thời Android 10 thì còn có app để tắt, nhưng mà lên Android 11 là không có tắt được luôn nhé. Đấy, và ngoài ngoài cách này ra thì các bác có thể dùng cái app Gcam chẳng hạn. Đấy, các bậc cam trong các bậc cam này nó có cái cho các bác tắt luôn cái tiếng mà này, âm thanh máy ảnh này. Đấy, các bác có thể tắt đi thoải mái luôn. Đấy, và hiện tại em đang dùng cái bản Gcam này là Gcam bao nhiêu đây, xem cho các bác biết. Như là không có cái chỗ này thì nó không không có cái hiển thị bản Gcam, nhưng mà em đang dùng cái bản Gcam 8.4 các bác nhé. Các bác dùng đại đi, tại vì cấu hình của con B60 này nó ngon mà, cho các bác dùng cái bản Gcam là mới nhất cho nó sướng. Đấy, nó sẽ hỗ trợ được nhiều nhất. Còn không thích thì các bác xóa đi, tải bản khác thôi mà, có gì đâu. Gcam thì nó vô vàn bản, cho nên các bác cứ phải tải về mà dùng thôi. Đấy, còn trước khi cài một cái bản Gcam khác ấy nhé, các bác nhớ tắt, à quên, nhớ xóa, gỡ cái đặt cái bản Gcam cũ đi rồi hãy làm cái Gcam mới nhé. Một cái ưu điểm rất lớn của con V60 này nữa là nó vẫn còn giữ lại được cái HiFi Quad DC này này. Đấy, ở trên con Wing thì con Velvet nữa thì nó họ cắt đi rồi, nhưng mà đến thời con V60 này họ vẫn giữ lại. Thì đây là một cái điểm mà anh em LG dùng LG lâu ấy rất là thích luôn. Đặc biệt là em rất là thích có cái HiFi Quad DC này. Đấy. À, thì em cũng nói rất nhiều clip rồi đấy, thì là các bác nên sử dụng một cái tai nghe nào đó nó có trở kháng trên 50 ohm.
thì nó mới kích được full cái chức năng nghe nhạc nha. Như ông thì cứ bắt bẻ câu chữ là nó con nào con tai nghe nào cũng kích được DC, đúng thì con nào cũng được kích được DC thật, nhưng mà khi mà các bác dùng cái tai trở kháng thấp hơn 50 ohm ấy thì nó kích ở cái, nói chung là nó cho một cái mức âm lượng nó khá là bé ấy các bác, nó nghe nó không đã ấy. Nhiều khi các bác dùng một cái tai nghe 50 ohm trở lên ấy, nó kích full lên ấy, nó kích full cái chức năng, nó kích là kích cái đấy gọi là cái gì nhỉ, cái công suất ấy đấy, cái công suất lên ấy thì nghe nó phê hơn nhiều các bạn. Em không biết các bác nghe thế nào nhưng mà khi mà dùng cái tai trên 50 ohm nghe là phê hơn nhiều. Đấy em đang dùng này, đấy, nó có hiện 50 ohm này. Đấy thì khi mà các bác đã dùng cái tai 50 ohm rồi, các bác chắc chắn là không bao giờ sử dụng lại cái tai nghe nào mà nó dưới 50 ohm ở trên con LG cả, thực sự luôn đấy. Và khi mà nghe như thế nó phê hơn. Em đối với đôi tai em là nó phê hơn đấy, cho nên các bác nào mà dùng LG các bác sử dụng đi rồi các bác sẽ thấy sự khác biệt thôi. Đấy thì cái việc mà giữ lại cái DC nó là một cái điều rất là vui mừng ở cái con V60 này. Anh em LG mà thích nghe nhạc ấy, đa số là đều sẽ chuyển lên con V60 thôi vì nó còn giữ lại cái chip DC này. Một cái điểm mạnh nữa của con V60 này mà anh em cũng rất là quan tâm đó là cái hiệu năng của con V60 này. Thì các bác cũng thấy đấy, em có tải một số cái game mà anh em hay chơi này, Liên Quân này, rồi Call of Duty, PUBG này, cả cả Genshin Impact luôn. Đấy nói chung là mấy cái game mà em có thể chơi được thôi. Thì em chơi game không giỏi nhưng mà em thấy là so với thời con V50 ấy, cái việc trải nghiệm chơi game trên con này nó mượt mà hơn rất là nhiều. Tại vì em đã sử dụng V50 rất là lâu mà. Hay như hiện tại là vợ em cũng đang dùng con G8 này. Thì cái việc mà chơi game trên con này nó sướng rồi. Tuy là cái màn hình nó vẫn chỉ là 60Hz thôi nhưng mà em thấy nó mượt, em cảm giác là nó mượt hơn con V50 rất là nhiều luôn. Con V50 thỉnh thoảng nó còn bị khương khượng nhưng mà con này thì thoải mái. Tất nhiên là nó không thể là chơi cái Genshin Impact này nó mắc cấu hình được, nó vẫn ở mức độ trung bình thôi nhưng mà như thế là ổn. Ngay cả những con như kiểu 8 Gen 1 bây giờ, con chip 8 Gen 1 bây giờ nó vẫn đâu có chơi được đâu, mắc cấu hình đâu. Cho nên là em thấy là cái hiệu năng của con chip 865 trên con V60 này hiện tại vẫn đang rất là ngon. Đấy, và nó có thể cân được gần như hết mọi cái tựa game ở trên CS Play hiện tại luôn ấy. Ở mức độ nào tùy ở mức độ cấu hình thôi nhưng mà em nghĩ là đến thời điểm này nó vẫn ngon và chơi game nó không bị nóng máy mấy ấy. Em thấy là rất là ổn các bạn. Còn những cái tác vụ mà bình thường ấy thì không nói được, những tác vụ bình thường thì vô đối, chả bao giờ thấy nó giật đi nào cả, nó chả bao giờ thấy giật lag bao giờ cả, rất là ngon luôn này. Tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, cho nên là các bác yên tâm nhé, cái cấu hình của con V60 này nó phải sử dụng được khoảng 2-3 năm nữa là chuyện bình thường. Tổng kết lại thì là với cái mức giá tầm 6 đến 7 triệu hiện tại bây giờ ấy, em nghĩ là gần như không có con điện thoại nào nó có thể ngon hơn cái con V60 này đâu. Đấy, về tất cả các mặt đi, có nghĩa là về một cái phương diện tổng thể, từ nào là camera này, màn hình này, âm thanh này, rồi pin này, hiệu năng này. Đấy, trừ cái thiết kế đây nhá. Đúng là cái thiết kế này thì rất nhiều người chê, em cũng chê. Nhưng mà thiết kế thì là tùy mắt mỗi người thì không nói, nhưng mà tất cả các thứ còn lại nó đều, em phải nói là nó đều rất là ngon so với cái tầm giá đấy. Đấy, tuy những con LG khác nó vẫn vẫn rất là ngon trong tầm giá, ví dụ con V50 nó vẫn rất là ngon trong cái tầm 3 triệu. Đấy, 3 triệu, 3 triệu rưỡi, 4 triệu đấy. Thì nó vẫn rất là ngon thôi, so với những con tầm 3 4 triệu thì cũng ít con có thể ăn được con V50, nhưng mà những con đấy nó cảm giác là nó vẫn cứ thiếu hụt một cái gì đó ấy. Nó cứ LG làm những con điện thoại nó cứ hụt hụt kiểu gì ấy. Đấy, nó không tới ấy. Nhưng mà đến thời con V60 này thì em thấy là nó gần như là đã rất là ngon này, nó tới rất nhiều thứ, ví dụ như pin nó ngon này, camera nó cũng đã ngon rồi này. Đấy, và hiệu năng 865 nó cũng rất là ngon rồi. Đấy, cho nên màn hình nó cũng đẹp, không vấn đề gì cả, chỉ mỗi thiết kế hơi cùi thôi. Cho nên là các bác ạ, nếu như bác nào mà có ý định sử dụng một con máy nó lâu dài tầm khoảng 3 năm nữa, 3 đến 4 năm nữa luôn ấy, thì các bác sử dụng cái con V60 này là hợp lý. Tuy nhiên ấy, với mức 6 đến 7 triệu ấy, nếu như bác nào cày game ấy thì các bác có thể là lựa chọn một cái con nào đó có cái tần số màn hình nó 120Hz ấy, thì nó có thể là nó cho cảm giác chơi game nó mượt hơn một chút. Còn nếu mà để mà tổng thể lại, em nói đang là để tổng thể lại nhé, về tất cả các phương diện thì con V60 nó vẫn đang rất là ngon. Đấy, những con kia có thể là nó hơn màn hình, tần số quét màn hình, nhưng mà
bù lại thì âm thanh nó không ngon bằng, chụp ảnh nó không ngon bằng, rồi nên cái kia nó không ngon bằng, pin nó không ngon bằng, đấy kiểu như thế. Còn để tổng kết lại, nếu mà để một cách tổng thể game, kể cả game, kể cả hiệu năng, rồi chụp ảnh, màn hình, pin, đấy, thì con V60 10 em thấy nó là ngon và nó rất đáng để mua nha các bác. Và tuy nhiên ấy, thì khi mà mua LG thì các bác nên tìm hiểu nó kỹ vào. Hy vọng là những cái clip mà em đã làm nó phải chạm đến nhiều người xem được thì làm cho anh em mới dùng LG nó đỡ đỡ gà đi một chút các bạn. Thực ra là anh em LG, tại vì tại sao em bảo thế, tại vì bản thân em là một admin ở LG, em tại vì em hay phải duyệt những cái bài bài mà anh em hỏi những câu nó quá gà, nó quá cơ bản đấy, dẫn đến là nhiều người ở những nhóm hội khác vào nhóm mình toàn bảo anh em LG gà, cho nên là em thấy nó cũng có phần đúng các bạn. Cho nên các bác chịu khó đi, ở trong nhóm em đã ghim rất nhiều những bài có ích, và trong cái kênh YouTube của em đa số làm về về LG mà, cho nên các bác chịu khó cày một chút, là các bác muốn tìm hiểu mấy con nào bác tìm chỉ cần cày với nó một chút ở cái hội nhóm của em hoặc là trên kênh YouTube của em là các bác cũng có thể là biết được một số thứ để đỡ bị lừa đấy. Và tất cả những bài về con LG V60 này em cũng đã gần như là có hết rồi đấy, rồi cách chọn nó này, cách phân biệt nó như nào đấy, cái thứ có hết rồi, các bác chịu khó một chút là được thôi. Rồi ok, chào các bác nhé, chúc các bác mua được một con V60 ngon nhé.